Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Truyện, và mình là Shinobi đây. Trong tập trước của Dark Knight Dead Metal, Batman Who Laughs sau khi sử dụng kế hoạch là át chủ bài cuối cùng của mình, đó là cấy ghép não bộ của mình với cơ thể của một Bruce Wayne có sức mạnh của Dr. Manhattan, thì giờ đây hắn đã tiến hóa để trở thành The Darkness Knight, kẻ mang trong mình một quyền năng cận vô hạn và đủ sức để có thể đánh bại được cả những thực thể như Perpetua. Về phía Justice League, các thành viên của quân kháng chiến lúc này đang chuẩn bị tiến đến New Apocalypse để có thể giải cứu các siêu anh hùng đang bị bắt giam ở đây. Trong khi Darkness Knight đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó cùng với một thằng nhóc Robin, được hắn gọi là Robin King. Vậy rốt cuộc, kế hoạch của Darkness Knight là gì? Câu chuyện của Robin King diễn ra như thế nào mà đã khiến cho một kẻ như Darkness Knight còn phải ồ lên? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi bắt đầu video này, mình có một cảnh báo là video sẽ tiết lộ nội dung khá nhiều của bộ truyện Dark Knight Dead Metal. Cụ thể ở đây là tập ngoại truyện Dark Knight Dead Metal Legend of the Dark Knight. Thế nên, nếu như không muốn bị spoil thì các bạn có thể dừng video lại tại đây được rồi. Còn nếu như các bạn đã đọc rồi mà vẫn muốn thưởng thức lại bộ truyện, hoặc là không quan tâm đến việc bị spoil, thì không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Chương đầu tiên, The Darkness Knight. Câu chuyện bắt đầu với thời điểm khi mà Batman Who Laughs được ba phiên bản Alfred từ đảo vũ trụ tối phẫu thuật cho hắn cùng với lời độc thoại nội tâm của hắn. Ta biết rõ được chúng định nói gì với ta trước khi mà chúng đã kịp nói. Đầu tiên chúng sẽ hỏi liệu nó có thực sự thành công không? Rồi việc thứ hai là chúng hỏi liệu ta có còn ở đây không? Thứ ba là chúng muốn biết liệu ta có nghe thấy chúng hay không? Và quả nhiên đúng như lời Batman Who Laughs nói, lần lượt ba phiên bản Alfred đều hỏi hắn như vậy. Và đúng, hắn vẫn ở đây. Thế nhưng sâu trong tiềm thức của tên Batman Who Laughs, sau cuộc phẫu thuật, hắn đã không còn là tên Batman cười nữa rồi. Hắn đã không còn là như vậy nữa rồi. Nhưng thực sự thì rốt cuộc hắn là ai cơ chứ? Và để trả lời cho câu hỏi thực sự bản thân mình là ai, hắn cần phải hiểu hắn đã từng là ai đã. Và trên hết, về mặt lâu dài, hắn từng là Batman, là người bảo vệ cho thành phố Gotham. Và câu chuyện của Batman bắt đầu từ bi kịch, từ viên đạn của tên cướp Joe Chills đã bắn tại Crime Alley năm đó. Và sau bi kịch đó, Batman ra đời. Cậu nhóc Bruce Wayne khi đó đã thề trên ngôi mộ của cha mẹ mình rằng sẽ báo thù cho họ bằng cách bảo vệ những người khác khỏi định mệnh giống như họ. Và rồi Bruce Wayne đã đi chu du khắp năm châu bốn bể, dành ra hàng năm chờ để hoàn thiện cả về thể hình lẫn tâm trí, tất cả chỉ vì lời thề đó. Sau khi đã luyện tập trở về và hoàn thiện bản thân mình, Bruce Wayne lấy cho mình hình tượng con rơi, thứ vốn là nỗi sợ hồi nhỏ của anh. Anh chuyển hóa nó thành một biểu tượng sống, một anh hùng mang áo choàng. Và qua thời gian, biểu tượng sống đó, Batman đã dần thay đổi thành phố tội lỗi Gotham bên cạnh những người đồng minh tài năng nhất, bất kể là phải chiến đấu chống lại những tên tội phạm đường phố hay những ác nhân có tiếng tăm đi chăng nữa, Batman vẫn sẽ đứng lên và chiến đấu. Thế nhưng đây mới chỉ là câu chuyện của Batman Earth Zero, hay chính xác hơn là Batman của thế giới thật. Đây là nơi mà câu chuyện đã kết thúc. Nhưng Batman Who Laughs thì đây vẫn chưa phải là kết thúc của hắn. Bởi như đã nói ở đầu video, hắn không phải là Batman. Sâu thẳm bên trong đá vũ trụ tối, câu chuyện của hắn bị biến đổi đến tận gốc. Và như đã từng nói trong Dark Knight Metal bởi Summarize, đá vũ trụ tối là nơi những bản thể hãi hùng nhất của những nỗi sợ tồn tại trên trái đất. Và với Batman Who Laughs, nỗi sợ định hình nên hắn chính là ám ảnh lớn nhất của Batman. Ám ảnh rằng một ngày sẽ ra sao khi Batman đã đi quá giới hạn bản thân mình và đã giết chết tên hề. Và để rồi khi giết kẻ thù, Batman cũng sẽ trở thành tên hề Joker. Và đó là lúc mà Batman Who Laughs ra đời. Thế nhưng hắn đã trở thành một thứ gì đó vượt lên trên cả Batman rồi. Bởi những câu chuyện của Batman là đánh bại kẻ thù và vượt lên trên nghịch cảnh. Nhưng hắn lại khác. Hắn là một con thú săn mồi tối thượng, một Batman với tâm trí của thám tử vĩ đại nhất thế giới, cùng với một trái tim của hoàng tử tội phạm Joker. Hắn trở thành một Batman cười. Và khi một Batman biết cười, sẽ là kẻ không bao giờ thất bại cả. Mọi thứ sau đó cứ tiếp diễn. Batman cười là một kẻ bất bại ở thế giới của hắn, cho đến khi tên tà thần Barbados tới tìm hắn, cho hắn thấy rằng hắn là một kẻ thiệt cận cỡ nào. Bởi đảo vũ trụ tối chỉ là một giấc mơ, một thứ gì đó vô cùng tạm thời, một thứ sẽ sớm tàn ngay khi Batman chấm dứt nỗi sợ của mình. Nhưng rồi thực sự có một đảo vũ trụ nữa tồn tại ngay trên đảo vũ trụ tối. Đó là nơi mà Batman thật sinh sống, là nơi mà những nỗi sợ của Bruce Wayne đã kiến tạo nên những Dark Knight từ đảo vũ trụ tối.
Barbaros khi đó đã muốn nhấn chìm cả vũ trụ trong bóng tối và phá hủy nó. Và thế là từ đây, một liên minh công lý từ đảo vũ trụ tối quy tụ toàn những phiên bản Batman sừng sỏ nhất xuất hiện với sự chỉ huy của Batman Who Laughs. Thế nhưng cuộc chiến ở Dark Knight Metal đã kết thúc với phần thắng thuộc về các siêu anh hùng ở Earth chính. Đám Dark Knight cùng Barbaros đã bị đánh bại. Nhưng tên Batman Who Laughs, hắn khác với bọn chúng. Hắn đã không để bản thân mình bị cuốn vào bóng tối giống như chúng. Hắn thấy rằng Barbaros từng là một phần của một trật tự vũ trụ cấp cao hơn, với sức mạnh và quyền năng vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Và thông qua hành động của Barbaros, thực thể quyền năng được gọi là mẹ thiên hạ Perpetua đã được giải phóng. Và ngay khi mụ được giải phóng, Batman Who Laughs đã lên kế hoạch để lật đổ cánh tay phải của mụ, khi đó là Lex Luthor. Để ngay khi mẹ thiên hạ trỗi dậy, Batman cười cũng sẽ trỗi dậy cùng với mụ. Thế nhưng với bản chất của Batman tồn tại trong người, hắn cần một nguồn sức mạnh. Sức mạnh đủ để có thể đánh bại Perpetua phòng khi mụ ta trở mặt. Và hắn biết rằng hắn chỉ có thể kìm chân các anh hùng Earth Zero đủ lâu. Và trong khoảnh khắc Wonder Woman chống lại và xé toạc cơ thể hắn ra, thì nó cũng là lúc câu chuyện của Batman Who Laughs đã kết thúc với cái chết dưới tay Diana. Thế nhưng khi một câu chuyện kết thúc sẽ lại là một câu chuyện mới mở ra. Và với Batman Who Laughs, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu với hắn. Hắn đã không còn là Batman Who Laughs nữa rồi. Câu chuyện sau đó cho người đọc biết rằng, trong quãng thời gian đi phượt ở đa vũ trụ tối của mình, Batman Who Laughs đã tìm thấy được một Batman mà hắn sẽ không bao giờ nói với ai cả. Đó là một Bruce Wayne sau khi tiếp xúc với một nguồn năng lượng không tưởng liên kết với phù hiệu tới từ một vũ trụ khác. Ở đây chính là ám chỉ nguồn năng lượng của nhân vật Dr. Manhattan trong bộ truyện Watchmen và Doomsday Clock. Bruce Wayne này sau đó đã quyết định thực hiện một thí nghiệm lên chính bản thân mình để có được sức mạnh như vậy. Và trong khoảnh khắc Bruce Wayne này bước vào buồng phân tách năng lượng, Batman Who Laughs đã chỉnh sửa và kích hoạt lại cỗ máy. Thí nghiệm đã thành công, dù cho tên Bruce kia đã phải mất hàng tháng trời liền mới có thể bình phục lại được tới mức từng phân tử một. Và vào đúng thời điểm hắn vừa bình phục lại, Batman Who Laughs đã phẫu thuật lại Batman Hatton bằng một con dao năng lượng. What the? Scott Snyder? Ông đùa tôi à? Một thằng có sức mạnh đến cỡ như thánh thần mà bị giết bởi một con dao năng lượng? What? Really? Mà thôi kệ đi, đằng nào thì thằng dây cười cũng được Scott búp khá nhiều rồi, nên giờ là nó được búp nhảm một tí cũng không sao đâu. Ok, quay lại câu chuyện. Sau khi ôm cái xác xanh lét của Batman Hatton về, Batman Who Laughs đã có một hướng đi mới cho mình. Câu chuyện sau đó được chuyển sang tâm trí của Batman Who Laughs khi mà lúc này cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Và giờ, hắn cảm thấy nhận thức của bản thân mình đang dần được mở rộng ra sau khi tiếp cận với cơ thể của Batman Hatton. Và hắn đã sẵn sàng cho một hình thù mới cho bản thân mình. Hắn vươn mình ra đà vũ trụ tối, coi nó như thể là một phần của cuộc đời mình. Hắn sẽ lấy bản thân mình những khía cạnh mạnh mẽ nhất, kinh hãi nhất, hiếu chiến nhất từ tất cả những Batman đã sa ngã ở đà vũ trụ tối. Và từ đó hắn sẽ trở thành một thứ gì đó mới hơn, một thứ gì đó được kết tinh từ sự tà ác trong con người, và là một thứ vũ khí vũ trụ với sức mạnh vô tận. Thông qua quyền năng của Batman Hatton, tên rơi cười khám phá ra những Batman khác của đảo vũ trụ tối. Hắn học hỏi từ mạng sống đầy ác mộng và tăm tối của chúng. Mỗi một cách thức sẽ khiến cho Batman phải đi quá cái giới hạn của mình. Việc học hỏi này giống như thể những năm tháng mà Bruce Wayne du hành khắp thế giới để trở thành Batman vậy. Thế nhưng điểm khác ở chỗ là tên rơi cười diễn ra cùng một lúc. Và hắn nếu càng chìm sâu vào bóng tối, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi hắn sẽ càng học hỏi được nhiều hơn. Để rồi đến khi hắn đã chìm sâu hoàn toàn vào trong bóng tối, khi bóng tối đã chiếm lấy hoàn toàn hắn, thì lúc này hắn đã nhìn thấy điều mà hắn bấy lâu nay tìm kiếm, tìm thấy thứ mà hắn sẽ trở thành. Hắn nhận ra rằng Batman là ý tưởng của sự đáp trả, và sẽ luôn luôn là như vậy. Batman được tạo ra để đáp trả lại tiếng súng vang lên trong con hẻm đó, và Batman ở đa vũ trụ tối cũng vậy. Chúng được tạo nên để đáp trả lại tiếng súng đó, dù cho Batman đó có là một phiên bản tàn bạo hay yếu thế nhất, thì nó cũng chỉ là một sự đáp trả lại nỗi sợ đã định hình nên con người của Batman. Chỉ khác là ở đa vũ trụ tối, sự đáp trả đã biến Batman thành một thứ mới lạ, một phiên bản ác độc, hoàn hảo, đủ sức để vượt qua được điều đó. Và giờ khi đã rõ được điều này, Batman Who Laughs đã hiểu rằng hắn cần phải trở thành thứ gì. Hắn không phải là một Batman nào cả, cũng không phải là tên Batman cười nữa, và càng không phải là Batman Hatton, hay là một Batman có sự tổng hợp của tất cả các Batman trong bóng tối. Hắn hiểu rằng hắn cần phải trở nên hơn như vậy. Và để trở nên siêu việt, hắn không thể nào là sự chống trả như Batman được. Hắn phải là thứ gây ra sự đáp trả đó. Hắn sẽ trở thành viên đạn, còn đa vũ trụ sẽ là con hẻm tối.
và những thế giới sẽ rơi rụng trước hắn như chuỗi ngọc trai năm đó vậy. Tâm trí ta giờ đây tràn ngập ngập tràn nhận thức từ vũ trụ. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh này sẽ sớm nằm trong tầm với của ta. Và ta thấy được những gì ta phải vượt lên để chiếm đoạt tất cả. Tên Spectre đã được Dr. Manhattan chạm vào. Tên là Wally West. Ta sẽ lấy sức mạnh của hắn. Và rồi ta sẽ trỗi dậy. Sẽ tạo nên một đà vũ trụ cho riêng mình. Một đà vũ trụ biệt cười. Mọi hành tinh sẽ như thể những viên đạn bắn thẳng vào những thực thể như Perpetua. Một đà vũ trụ sẽ ăn tươi và nuốt sống tất cả những đà vũ trụ còn lại. Rồi thực tại sẽ nối tiếp thực tại cho tới khi không còn một sinh vật nào nữa ở Omniverse này cả, ngoại trừ ta, hiệp sĩ tâm tối nhất của vạn vật. Câu chuyện về Darkness Nine sau đó đã kết thúc với một nụ cười nở trên môi hắn, kèm với câu nói bang, tựa như thể là một tiếng súng nổ vậy. Tạm thời chia tay câu chuyện và kế hoạch của Darkness Nine, chúng ta hãy cùng tiếp tục đi vào câu chuyện của nhân vật thứ hai, có tên là Robin King, kẻ mà mình đã đề cập đến tập trước, khi mà Batman Who Laughs còn phải ồ lên khi nghe câu chuyện của thằng nhóc. Vậy, rốt cuộc câu chuyện đó khủng khiếp như thế nào? Hãy cùng đi vào tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé. Câu chuyện mở đầu với hình ảnh dinh thự nhà Wayne, cùng với hình ảnh bác quản gia Alfred với vẻ ngoài đầy mệt mỏi, cùng với những vết máu trên khắp người. Trên tay bác quản gia vẫn còn cầm chặt một khẩu súng, cùng với một chiếc máy ghi âm nhằm thu lại những gì đã diễn ra trong đêm nay tại tòa nhà Wayne. Theo đó, vị quản gia nhà Wayne đã phải thốt lên rằng trong những giấc mơ hoang đường nhất của cuộc đời mình, ông cũng không thể nào nghĩ đến được dinh thự nhà Wayne giờ đã trở thành một bãi chiến trường thực sự. Nhưng mọi sự thì đã rồi, và máu thì đã phủ khắp nơi đây. Đến đây, nhiều bạn sẽ bắt đầu đặt ra câu hỏi, rốt cuộc ai đã khiến Alfred phải như vậy? Liệu phải chăng đây là một kế hoạch của Joker hay bất cứ một tên tội phạm nào khác ở Gotham? Và câu trả lời đó, chẳng có tên tội phạm nào tấn công dinh thự cả. Tất cả chỉ là một cuộc chiến của Alfred cùng với người mà ông yêu thương nhất, người mà ông coi như con đẻ của mình. Không ai khác chính là Bruce Wayne. Alfred đã tự trách bản thân mình rằng ông đã làm ngơ trước mọi dấu hiệu, mọi điểm báo về thằng bé Bruce Wayne. Tất cả chỉ vì ông quá yêu thương nó. Quay trở về quá khứ trước khi xảy ra cuộc chiến ở dinh thự, thì ngay từ nhỏ, Bruce Wayne này đã trở nên khác thường với những đứa trẻ khác. Nó thông minh nhưng lại vô cùng độc ác. Thế nhưng trước những điều đó, Alfred vẫn chọn cách làm ngơ trước mọi chuyện, bởi ông tin rằng sự ác độc đó chỉ là những sự phát triển sẽ sớm chấm dứt ở Bruce mà thôi. Thế nhưng mọi thứ đã không như ông nghĩ một tí nào. Bản tính ác độc của thằng nhóc càng ngày càng phát triển. Niềm vui với nó chỉ xuất hiện khi nó gây ra nỗi đau và sự hỗn loạn. Để rồi càng lớn, thằng nhóc càng có nhiều cách để biện minh cho hành động của chính mình. Đó là những lời giải thích đầy xúc động, hệt như thể một diễn viên vậy. Nó luôn đeo một cái mặt nạ để che đậy hành vi của mình với thế giới, từ việc đốt xe đến nướng kẹo dẻo, giết hại động vật, đẩy ngã thang của người thợ sơn, hay đánh đập bạn cùng trang lứa với một cái gậy click kê. Tất cả chỉ để thỏa mãn niềm vui của nó. Mãi sau này, Alfred mới hiểu ra rằng chiếc mặt nạ thực sự của thằng nhóc Bruce Wayne không phải đến từ khả năng diễn xuất của nó, mà nó đến từ chính ông. Chính ông là người đã luôn bao che thằng bé mỗi khi nó gây chuyện, hết lần này đến lần khác. Để rồi đến cái đêm định mệnh đó, Alfred hiểu rằng mọi thứ cần phải được chấm dứt. Ông sẽ nói sự thật cho Thomas và Martha Wayne biết. Thế nhưng định mệnh đã đến thì Alfred cũng chẳng thể nào mà ngăn nổi được. Đêm chiếu phim hôm đó, do yêu cầu của thanh tra Gordon là không được phép đỗ xe trước cửa rạp, và kết quả là gia đình nhà Wayne khi đó buộc phải đi bộ qua một con hẻm để đến chỗ xe. Và đến đây, chắc nhiều bạn cũng đoán ra kịch bản rồi. Các bạn nghĩ rằng ông bà nhà Wayne sẽ cùng cậu con trai Bruce Wayne đi vào con hẻm đó, và trong con hẻm, một tên cướp có tên là Joe Chill sẽ rút súng ra, yêu cầu họ đưa tiền cho hắn. Kết quả là hắn bóp cò và hai người phải chết, chỉ còn lại cậu bé Bruce Wayne còn sống và Batman đã ra đời, đúng không? Thế nhưng đây là đà vũ trụ tối, và câu chuyện thì chẳng hề nhẹ nhàng đến như vậy. Đúng là mọi thứ vẫn diễn ra như bao phiên bản khác. Có điều thằng nhóc Bruce Wayne lần này đã không hề sợ hãi trước nòng súng của Joe. Trái lại, nó tỏ ra vô cùng thích thú. Và rồi nó rút ra trong người một con dao nhỏ và lao thẳng đến, cắt đứt luôn động mạch cổ của tên cướp, khiến cho hắn tử vong ngay tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, ông bà Wayne còn chưa hết ngỡ ngàng thì Bruce đã lấy khẩu súng của Joe chĩa thẳng vào mặt cả hai. Và boom, boom, trong con hẻm hôm đó vang lên tiếng súng. Và không chỉ là hai người chết mà có đến ba người, và chỉ còn cậu nhóc Bruce Wayne là còn sống. Và khi cảnh sát đến, kỹ năng diễn xuất của Bruce lại được thể hiện
và cảnh sát thì hoàn toàn tin vào những gì nó nói, bởi người ta từng nói rồi đó, trẻ con thì không có tội mà. Chỉ trừ bác quản gia Alfred mà thôi. Lần này ông quyết tâm lật tẩy mọi kế hoạch của thằng danh con này cho cảnh sát. Và cho đến một hôm, thanh tra Gordon tới và gặp Alfred. Gordon hỏi quản gia rằng liệu mọi bằng chứng ông đã nhận có đúng là về Bruce Wayne hay không. Và khi Alfred vừa trả lời là có, thì một mũi tên từ trong nhà bay ra và cắm thẳng vào họng của Gordon, khiến ông chết không kịp hấp hối điều gì cả. Và dĩ nhiên người bắn mũi tên đó không ai khác chính là Bruce Wayne. Và sau đó, đêm kinh hoàng trong dinh thự đã diễn ra. Nó kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Và có lẽ phải rất may mắn, Alfred với súng gây mê đã kịp khiến nó gục bên ngoài sân vườn và để ông kịp thời trấn an lại. Thế nhưng khi ông vừa mới chỉ kịp bình tĩnh lại thì boom, Bruce Wayne đã tỉnh lại và lao thẳng vào cửa kính của dinh thự cùng với một bộ trang phục mới, tựa như thể trang phục của các Robin hay mặc vậy. Điều này khiến cho Alfred ngã sõng soài ra đất mà không kịp phản ứng gì cả trước đòn bất ngờ của thằng nhóc. Thậm chí ông chỉ kịp nói lùi lại với nó: "Ồ, cảm ơn Alfred nha, vì đã bảo vệ tôi suốt bao năm qua, giữ cho tôi an toàn và cho tới khi tôi sẵn sàng." Bruce vừa nói vừa lấy bức tượng chân dung ra và giơ lên để chuẩn bị đập lấy Alfred. Alfred lúc này đã hoàn toàn bất lực và chỉ còn biết chửi rủa Bruce rằng: "Hãy cút xuống địa ngục đi." Và rồi khi ông vừa dứt lời, một tiếng đập mạnh vang lên. Bruce Wayne đã nở một nụ cười đầy đáng sợ với khuôn mặt nhuốm đầy máu của bác Alfred. "Ngay sau ông thôi, ông bạn già. Đinh 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 đinh. Nghe thấy không? Đó là âm thanh của Robin King đó. Một tương lai mới sắp đến rồi." Thằng nhóc vừa nói vừa rung lên chiếc chuông, báo hiệu những ngày tháng tăm tối, không chỉ là của Gotham, mà là của cả thế giới này đang đến. Tạm thời, chúng ta hãy chia tay với The Dark Knight Rises cùng với Robin King. Và chúng ta sẽ chờ đợi màn thể hiện của chúng ở những tập tiếp theo của series Dark Knight Dead Metal. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với 4 phiên bản Batman khác, lần lượt là B-Rex, Castle Bat, Bat Monster Truck và Evil Baby Batman trong phần còn lại của câu chuyện nhé. Đặc điểm chung của 3 phiên bản Batman đầu mình đề cập lần lượt là B-Rex, Bat Monster Truck và Castle Bat, đó là chúng đều do Bruce Wayne đã nhập ý thức của bản thân mình vào một thứ gì đó. Với B-Rex, câu chuyện của hắn bắt đầu với việc Batcave đã bị sập và trong khoảnh khắc đó, Dark Knight đã tưởng chừng như đã chết. Nhưng không, Batman thì vẫn luôn là Batman, vẫn là người luôn có những kế hoạch dự phòng cho riêng mình. Batman trong phút lâm nguy đó đã chuyển ý thức của bản thân mình vào một con khủng long mà chúng ta vẫn thường hay thấy trong Batcave. Và để rồi khi hắn trỗi dậy, Batman đã không còn là một con người thông thường nữa. Hắn đã không rõ tiến hóa hay thoái hóa nữa, chỉ là giờ đây bọn tội phạm của Gotham, thay vì sợ Batman đấm cho sấp mặt, thì giờ nỗi sợ của chúng là sợ đi vào trong bụng của con quái vật mới có tên là B-Rex. Đó là câu chuyện của B-Rex. Còn với Castle Bat, câu chuyện có phần bớt nhảm nhí hơn một chút khi mà bối cảnh của câu chuyện diễn ra ở một tương lai xa. Lúc này, danh hiệu Batman đã thuộc về Damian Wayne, còn Bruce thì lùi về phía sau để hỗ trợ con trai mình. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, Batman vẫn luôn chiến đấu để bảo vệ Gotham. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi trong một đêm mà đám tội phạm ở nhà thương điên Arkham nổi loạn. Damian dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng đã không thể ngăn chặn lại được cuộc nổi loạn của chúng. Và kết quả là thành phố đã hoàn toàn thất thủ trước đám tội phạm. Barbara Gordon, Dick Grayson, Jason Todd hay thậm chí là cả Tim Drake đều đã chết trong cuộc chiến này. Bruce Wayne đứng trước tình thế này đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch để có thể cứu lấy Gotham. Theo đó, Bruce sẽ thực hiện một nghi thức cổ xưa của một giáo hội ở Gotham vào những năm 1600. Giáo hội này tập trung vào một thần chú mà vị thần ở đây là một vị thần rơi, kẻ được dân châu Mỹ bản địa tôn thờ, yêu cầu dâng hiến những người thân thương nhất đối với họ. Và khi họ dâng hiến những người thân thương nhất của họ cho vị thần rơi này, họ sẽ nhận được trọng thưởng. Máu của kẻ hiến tế sẽ chảy ra khắp mặt đất, đem họ về gần với nó hơn, biến họ thành một phần của nó, một phần của thành phố Gotham. Và sau khi giải thích cho Damian Wayne, Bruce đã sử dụng một con dao để đâm chết cậu. Hắn vẽ lên biểu tượng con rơi và ngôi sao của nghi lễ hiến tế. Và khi hắn bước vào ngôi sao hiến tế, ý thức của hắn đã chuyển đi một nơi khác. Và đó là cả Gotham. Đúng vậy, ý thức của Bruce giờ đây đã nằm trong cả thành phố Gotham. Từng ngọn đèn, từng con ngõ, từng viên gạch trong những tòa nhà, từng vết nứt vỉa hè giờ đều đã là một phần của Bruce Wayne. Và giờ hắn là Gotham, là Castle Bat. Và đó là câu chuyện của lâu đài rơi. Còn với chiếc bát Monster Truck, câu chuyện diễn ra khi mà Bruce Wayne quyết định muốn kiểm soát tất cả mọi người.
thông qua những thiết bị điện tử, bởi hắn tin rằng con người cần phải có một kẻ lãnh đạo, một kẻ sẽ mang đến sự thoải mái cho lũ cừu non ngoài kia. Và nói rồi, hắn đặt chính bản thân mình trong từng mảnh công nghệ trên khắp thế giới để có thể nhìn thấy được mọi thứ. Thế nhưng một thế giới bị kiểm soát thì chưa bao giờ là điều con người muốn cả, và họ đã đứng lên chống trả. Cuộc chiến kết thúc, Batman đã bị tiêu diệt, mọi thiết bị số và công nghệ cũng đã bị tiêu diệt theo nốt, nhưng vẫn còn sót lại một chiếc Bat Monster Truck, vẫn còn ý thức của Bruce Wayne, và chiếc xe đó tin rằng một ngày hắn sẽ trở lại và lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Và đó là nội dung của bà Batman khi chuyển ý thức của mình vào một vật thể khác. Và để kết thúc video Dead Metal trong ngày hôm nay, hãy cùng bọn mình đến một phiên bản Batman được tạo ra bởi cha đẻ của bộ truyện đình đám The Boys nhé. Đó là Evil Baby Batman. Evil Baby Batman được tạo ra sau cuộc thí nghiệm trẻ hóa của Bruce Wayne, lúc này đã ra đời và truyền tâm trí của mình vào cyberspace. Và sớm thôi, một cơ thể mới sẽ được tạo ra, một Batman mới với hai kiếp sống, cùng cả đống kinh nghiệm chiến đấu của mình từ kiếp trước, sẽ là một Batman bất bại, và sẽ không một ai có thể ngăn cản lại được hắn cả. Đấy là trong suy nghĩ của Bruce. Cho đến khi quá trình tạo cơ thể hoàn thành, Bruce Wayne dù vẫn còn ý thức của một người lớn, nhưng thần xác giờ đây lại chỉ là một đứa bé sơ sinh đầy non nớt. Cái đầu thì quá nặng để có thể nhấc lên, tất cả những kỹ năng chiến đấu trước đây giờ chỉ còn biết trườn bò, kêu ọc ọc. Chung quy lại giờ đây, Batman đã chẳng còn thứ gì cả ngoài cái ý thức của Batman. Thế nhưng Batman thì vẫn luôn là một kẻ có kế hoạch, và dù có là trẻ con đi chăng nữa, hắn vẫn còn một vũ khí tối thượng của trẻ con, đó là khóc. Đúng vậy, vũ khí tối thượng mà kỵ sĩ bóng đêm. Nỗi kinh hoàng của lũ tội phạm Gotham giờ đây chỉ còn là tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ sơ sinh. Và tiếng khóc đó như thể báo hiệu một phiên bản Batman vừa đáng sợ nhưng cũng vừa đáng yêu đã được ra đời. Và vừa rồi là toàn bộ tóm tắt tie-in Legend of the Dark Knight. Các bạn có ấn tượng với Batman nào nhất? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Nếu thích video này, hãy like, share để ủng hộ bọn mình. Còn nếu như đây là lần đầu tiên đến với Phê Chuyện, hãy ấn nút sub, bật nút chuông thông báo để có thể theo dõi những video mới nhất của kênh. Mình là Shinobi, và bây giờ thì chào.